cuộc chạy đua công nghệ quân sự giữa hai cường quốc Mỹ-Trung chưa bao giờ hết gay cấn. Mới đây, một chuyên gia cho rằng tên lửa cải tiến trên máy bay ném bom B-2 của Mỹ có tiềm năng đe dọa tàu chiến Trung Quốc. Vì sao lại như vậy? Và sức mạnh của các máy bay ném bom Trung Quốc ra sao? Mặt khác, Không quân Trung Quốc tuyên bố máy bay ném bom sẽ thường xuyên tuần tra gần đảo Đài Loan. Đồng thời, Bắc Kinh cảnh báo đáp trả dứt khoát nếu Mỹ tiếp tục trang bị vũ khí cho đảo Đài Loan. Theo Reuters, Nga giảm mạnh nguồn lực cho đợt tập trận chung Vostok 2022 với Trung Quốc. Liên quan xung đột ở Đông Âu, hãy cùng tìm hiểu tương quan sức mạnh các UAV vũ trang mà Ukraine và Nga có thể sử dụng. Liệu có phải Mỹ đã cạn một số đạn dược sau nhiều tháng viện trợ cho Ukraine? Slovakia loại biên tiêm kích MiG-29 có khả năng gửi cho Kiev. Tin nóng khác, Ngoại trưởng Hungary cảnh báo Tây Âu có thể sụp đổ về năng lượng. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình quốc tế. Thưa quý vị, theo một chuyên gia quân sự nói với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tên lửa tàng hình được cải tiến với tầm bắn xa hơn trên máy bay ném bom B-2 của Mỹ có thể sẽ đe dọa tàu chiến Trung Quốc nếu như hai gã khổng lồ quân sự này xảy ra va chạm trực tiếp. Hãng quốc phòng Mỹ Northrop Grumman hồi tuần trước hé lộ, việc phóng thử một tên lửa tàng hình từ máy bay ném bom B-2 vào tháng 12 đã thành công. Các máy bay chiến đấu khác của Mỹ bao gồm B-52, F-16 đã được trang bị tên lửa AGM-158B Jasmer, nhưng chúng chưa bao giờ được gắn trên máy bay B-2. Vũ khí này còn khó bị phát hiện, nhà sản xuất Northrop Grumman cho biết. Nhà thầu quốc phòng cho biết thêm tên lửa với tầm bắn xa hơn là một trong nhiều nâng cấp ở máy bay B-2, bên cạnh việc hiện đại hóa các tiêu chuẩn mật mã và cài đặt một hệ thống nhắm mục tiêu mới, có sự hỗ trợ của radar. Shaughnessy Reynolds, phó chủ tịch Northrop Grumman, kiêm trưởng dự án B-2 cho biết, năng lực vô song của B-2 khiến nó trở thành máy bay ném bom tàng hình tầm xa duy nhất của Mỹ cho đến nay. Fu Qianchao, một chuyên gia từng phục vụ trong Không quân Trung Quốc cho biết, tên lửa AGM-158B có tầm bắn gần 1.000 km và có thể đe dọa các tàu chiến Trung Quốc. Ông cho rằng quân đội Trung Quốc cần phải quyết liệt hơn ở Tây Thái Bình Dương để cảnh giác trước những máy bay B-2. Chuyên gia Fu cho rằng điều mấu chốt là Trung Quốc phải phát hiện sớm. Khi máy bay B-2 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, trong những năm gần đây, Không quân Mỹ đã gửi máy bay B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ căn cứ quê nhà ở Missouri đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm 2020, ba chiếc B-2 đã đến đảo Diego Garcia giữa Ấn Độ Dương để củng cố cam kết của Mỹ đối với khu vực này. Và tháng 7 vừa qua, hai chiếc B-2 cũng bay tới căn cứ Amberley của Không quân Hoàng gia Úc và tập trận chung với Úc, đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực. Lầu Năm Góc đã mô tả, Trung Quốc là thách thức ngày càng lớn đối với Mỹ khi đôi bên bất đồng trong hàng loạt vấn đề an ninh từ Biển Đông đến đảo Đài Loan. Sự tiến bộ về công nghệ quân sự của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh và không gian, đã gây lo ngại cho các quan chức hàng đầu ngành quốc phòng Mỹ. Hiện Trung Quốc đang ra sức tìm kiếm thế hệ máy bay ném bom tiếp theo, thay thế cho H-6, được sản xuất đại trà năm 1969. Máy bay ném bom tàng hình mới của họ, H-20, đến nay vẫn đang được phát triển hoàn chỉnh. Các thành viên mới hơn trong gia đình H-6, chẳng hạn như H-6K, được thiết kế để có thể mang tên lửa hành trình đủ sức nhắm vào mục tiêu cách xa hàng ngàn cây số. Ví dụ như tên lửa CJ-20 được báo cáo là có tầm bắn 2.200 km. Chuyên gia Fu cho biết, tên lửa AGM-158B trên máy bay B-2 của Mỹ là tên lửa cận âm, nghĩa là di chuyển chậm hơn âm thanh, vì vậy Trung Quốc dễ đánh chặn hơn, và Mỹ chỉ triển khai B-2 trong trường hợp xấu nhất là xảy ra va chạm trực tiếp với Trung Quốc. Ông Fu nhận định, năm ngoái khi giữ chức chỉ huy Bộ Tư lệnh Tấn công của Không quân Mỹ, tướng Timothy Ray đã nói trước Thượng viện rằng tên lửa AGM-158B cực kỳ cần thiết để đảm bảo năng lực chiến đấu của các máy bay ném bom hạt nhân. Tên lửa AGM-158 tiêu chuẩn chỉ có tầm bắn 370 km, bằng 1/3 so với phiên bản cải tiến, được thử nghiệm vào tháng 12. Tên lửa cải tiến AGM-158B này có thể giúp máy bay ném bom tránh xa khỏi vùng kiểm soát của đối thủ.
Máy bay ném bom B-2 cũng được thiết kế để đối phương khó phát hiện. Nó nổi tiếng với việc sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar và giấu các động cơ vào trong thân máy. Điều đó giúp máy bay có thể tiến gần hơn với quân đội kẻ địch để phóng tên lửa và ném bom. Quân đội Trung Quốc PLA vừa cho biết, máy bay ném bom H-6K và máy bay tiếp nhiên liệu trên không sẽ tham gia vào các nhiệm vụ tuần hành định kỳ ở gần đảo Đài Loan, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời người phát ngôn không quân PLA, ông Thẩm Kim Khoa nêu tuyên bố. Ông Thẩm nói thêm, các máy bay chiến lược tầm xa của PLA đã tiến hành vô số nhiệm vụ ở gần đảo Đài Loan trong những năm gần đây. H-6K cùng với các máy bay tiêm kích, trinh sát, cảnh báo sớm và tiếp nhiên liệu trên không sẽ tiếp tục các nhiệm vụ của mình. Ông Thẩm nói trong cuộc họp báo ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào hôm Chủ nhật, 28 tháng 8. Ông Thẩm cũng trình chiếu hình ảnh các máy bay ném bom H-6K tham gia tuần tra ở kênh Ba Sĩ, eo biển Miyako, biển Đông và eo biển Đài Loan. Bình luận của không quân PLA đưa ra sau khi hai tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và USS Chancellorville thực hiện nhiệm vụ mà hạm đội 7 Hải quân Mỹ gọi là tuần hành thường kỳ qua eo biển Đài Loan. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông PLA cho biết đã theo dõi các tàu Hải quân Mỹ luôn cảnh giác cao độ và sẵn sàng dập tắt bất kỳ sự khiêu khích nào. Đây là những tàu chiến đầu tiên của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan kể từ khi bà Nancy Pelosi thăm Đài Bắc vào đầu tháng này, khiến Bắc Kinh bất bình và tiến hành đợt tập trận lớn kỷ lục. Trung Quốc đã tăng cường áp lực với đảo Đài Loan trong những năm gần đây. Cơ quan phòng vệ của hòn đảo thường báo cáo máy bay Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không, bao gồm cả máy bay ném bom H-6K. Với tầm bắn hơn 3.500 km, máy bay H-6K được thiết kế để mang tên lửa hành trình tầm xa CJ-20 có thể tấn công mục tiêu trên biển và trên đất liền. Nó cũng được trang bị các tên lửa tầm ngắn như KD-63. Phát ngôn viên Thẩm Kim Khoa cho biết, việc triển khai nhiều loại máy bay chiến đấu tham gia tuần hành ở gần Đài Loan đã giúp tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc. Hôm 29 tháng 8, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Lưu Bằng Vũ nêu rõ Bắc Kinh sẽ đáp trả bằng biện pháp dứt khoát nếu Mỹ tiếp tục hợp tác quân sự với vùng lãnh thổ Đài Loan. Tuyên bố trên đưa ra sau khi trang Politico báo cáo, chính phủ Mỹ đang yêu cầu Quốc hội thông qua hợp đồng bán vũ khí ước tính giá trị 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Politico dẫn lời một nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc cấp gói vũ khí mới cho Đài Loan, bao gồm 60 tên lửa chống hạm AGM-84L Harpoon Block 2 với giá 355 triệu đô la Mỹ, 100 tên lửa không đối không AIM-9X Block 2 Sidewinder với giá 85,6 triệu đô la Mỹ, cũng như gia hạn hợp đồng radar giám sát trị giá khoảng 655,4 triệu đô la Mỹ. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, ông Lưu nói, việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Đài Loan là một sự vi phạm trắng trợn đối với chính sách một Trung Quốc và các thỏa thuận ngoại giao khác mà Bắc Kinh và Washington đã đạt được. Vị phát ngôn viên cũng cho rằng những thỏa thuận như vậy khuyến khích những người ly khai ở Đài Loan. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, phía Hoa Kỳ cần ngay lập tức ngừng bán vũ khí và hợp tác quân sự với Đài Bắc, chấm dứt các hành động có thể dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan và tuân thủ cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập. Ông Lưu tiếp tục nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện hành động quyết đoán và kiên quyết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố rằng việc Guatemala ủng hộ Đài Loan sẽ không thể ngăn cản tính tất yếu lịch sử của việc thống nhất Trung Quốc, theo Reuters đưa tin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 30 tháng 8 nói trong cuộc họp báo rằng chính quyền Đảng Dân Chủ Tiến Bộ ở Đài Loan đang tự huyễn hoặc chính mình sử dụng những mối quan hệ gắn kết ngoại giao để thao túng chính trị. Nhưng điều đó không thể ngăn cản tính tất yếu lịch sử về sự thống nhất của Trung Quốc, ông Triệu nói và kêu gọi Guatemala đưa ra quyết định phù hợp với xu thế lịch sử. Những bình luận được ông Triệu nêu ra sau khi Ngoại trưởng Guatemala Mario Bucaro ngày 30 tháng 8 khẳng định đất nước Trung Mỹ này luôn luôn ủng hộ Đài Loan giữa bối cảnh Trung Quốc tập trận lớn nhất từ trước đến nay xung quanh hòn đảo tự trị vào đầu tháng 8. Gặp gỡ lãnh đạo Thái Anh Văn ở Đài Bắc, ông Bucaro cho biết Guatemala và Đài Loan đều có chung chí hướng.
Cũng theo Reuters, Nga tuyên bố tổ chức cuộc tập trận Vostok 2022 với Trung Quốc và nhiều nước khác như một cách để thể hiện sức mạnh quân sự của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận thấy nguồn lực mà Nga triển khai cho đợt tập trận năm nay giảm đi đáng kể so với năm 2018. Reuters đưa tin, Nga đã tuyên bố tổ chức cuộc tập trận Vostok 2022 ở vùng Viễn Đông cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Syria và nhiều nước khác. Trong thông điệp được đưa ra hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các cuộc tập trận quy mô nói trên là minh chứng cho thấy năng lực quân sự của Moscow không hề bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, Reuters cho rằng điều đó không hề chính xác. Trên thực tế, lực lượng Nga tham gia Vostok năm nay có quy mô nhỏ hơn nhiều so với năm 2018. Điều này cho thấy đội quân xứ Bạch Dương rõ ràng đang đối mặt với áp lực đáng kể giữa lúc nỗ lực kiểm soát miền đông Ukraine. Theo Reuters, hôm 29 tháng 8, Nga cho biết sẽ triển khai 50.000 lính tham gia các cuộc tập trận sắp tới cùng Trung Quốc và các nước khác. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với số quân Nga tham gia tập trận Vostok 2018 với 300 người. Rõ ràng, đây là mức chênh lệch lớn, mặc dù một số nhà phân tích quân sự phương Tây nghi ngờ rằng đó chỉ là những con số phóng đại. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 140 máy bay và hơn 5.000 hạng mục khí tài quân sự của nước này được triển khai trong cuộc tập trận Vostok năm nay. Con số này đã giảm 1.000 máy bay, 36.000 xe tăng và xe bọc thép so với số khí tài mà Moscow tuyên bố triển khai cho cuộc diễn tập năm 2018. Ông Konrad Muzika, giám đốc công ty tư vấn quốc phòng Rochan có trụ sở tại Ukraine cho biết, đây sẽ là cuộc tập trận cấp chiến lược có quy mô nhỏ nhất trong nhiều năm của Nga. Thưa quý vị, tờ Newsweek dẫn nguồn tình báo Mỹ vào tuần trước cho biết Iran đã gửi cho Nga hàng trăm phương tiện không người lái UAV vũ trang có tiềm năng được dùng trong xung đột ở Ukraine, bất chấp những cảnh báo của Washington. Cách đây vài tháng, nhà sản xuất vũ khí Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cung cấp cho Ukraine loại UAV lợi hại Bayraktar. So sánh giữa các loại UAV, điểm mạnh và điểm yếu của chúng là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây. Dù chưa chắc chắn Iran đã cung cấp những UAV nào cho Nga, nhưng đài CNN vào tháng 8 cho biết Tehran đã giới thiệu cho Moscow nhiều mẫu UAV như Shahed 129 và Shahed 191 vào hồi tháng 6. Iran quảng bá Shahed 129 như một trong những UAV mạnh nhất của họ. Theo các chuyên gia, nếu loại UAV này được gửi cho Nga, nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh của quân đội Nga ở Ukraine. Một số ý kiến nói với tờ Washington Post rằng UAV Shahed 129 của Iran có thiết kế dựa trên UAV Predator của Mỹ do một số chiếc đã rớt xuống lãnh thổ Iran. Tờ Newsweek nhận định UAV của Iran có lẽ có phạm vi hoạt động xa hơn và mang được tải trọng lớn hơn. Shahed 129 có thể di chuyển xa hơn đáng kể so với Bayraktar TB2 mà Ukraine đang sử dụng. Theo nhà sản xuất Baykar, UAV của họ có thể di chuyển khoảng 300 km. Trong khi đó, theo một báo cáo từ Viện Washington, chiếc Shahed 129 của Iran có thể bay đến 2.000 km. Shahed 129 cũng mang được nặng hơn và khoảng 400 kg, trong khi TB2 chỉ mang được 150 kg. Một loại UAV khác mà Iran có lẽ cung cấp cho Nga là Ababil 3, có tầm bay khoảng 250 km. Theo Viện Washington, nó có thể ở trên không trung trong cỡ 8 giờ. Dù hạn chế hơn về tầm xa và tải trọng, nhưng UAV của Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine lại có nhiều lợi thế khác. Chiếc TB2 có thể bay nhanh hơn Shahed 129, vận tốc tối đa của TB2 vào khoảng 222 km/h, trong khi con số này ở Shahed 129 là 150 km/h. UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cũng có thể bay lâu dài hơn, cụ thể là di chuyển liên tục đến 27 giờ, theo nhà sản xuất. Còn Shahed 129 được cho là di chuyển được trong vòng 24 giờ. TB2 cũng có thể bay cao hơn một chút so với đối thủ từ Iran. Nó có thể đạt độ cao tối đa 7.620 m. Còn Shahed 129 bay cao nhất ở 7.300 m. Loại UAV khác của Iran là Ababil 3 có thể di chuyển 195 km/h và đạt độ cao tối đa là 5.000 m. Theo Newsweek bình luận, việc Iran có thể hỗ trợ UAV mạnh mẽ cho Nga cho thấy hai nước này ngày càng gắn bó mối quan hệ giữa lúc cùng bị phương Tây trừng phạt về kinh tế. Nhưng điều đó cũng làm căng thẳng hơn mối quan hệ giữa Mỹ và Iran.
Mặt khác, Ukraine cũng nhận được thêm nhiều khí tài của các nước phương Tây trong vài tuần gần đây. Hôm 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo viện trợ cho Ukraine 6 phương tiện không người lái dưới nước, giúp gỡ thủy lôi ở vùng ven biển, theo Reuters cho hay. The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang cạn kiệt một số loại đạn sau khi Nhà Trắng phê duyệt và chuyển hàng tỷ đô la viện trợ cho Ukraine kể từ tháng 2. Theo nguồn tin, bên cạnh hàng nghìn khẩu súng, máy bay không người lái, tên lửa, bệ pháo, bệ phóng tên lửa, Washington đã cấp cho Kiev một lượng lớn đạn dược, bao gồm hơn 800.000 viên lựu pháo 155mm. Vị quan chức cho biết, đó không phải là cấp độ mà Mỹ muốn tham chiến. Người này lưu ý thêm, Washington hiện không trực tiếp tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột lớn nào, nên số lượng các loại đạn 155mm vẫn chưa giảm đến mức báo động. Được biết, Mỹ đã dành gần 14 tỷ đô la Mỹ để cấp vũ khí cho Ukraine trong năm nay. Sự sụt giảm nguồn cung đạn dược đã khiến quân đội Mỹ phải tăng cường đặt hàng các cơ sở sản xuất đạn dược. Washington xác định cần phải gia tăng nguồn cung trong khi tiếp tục duy trì tốc độ viện trợ cho Kiev. Theo Reuters, quân đội Mỹ cũng đã kêu gọi các nhà lập pháp ủy quyền 500 triệu đô la Mỹ để nâng cấp các nhà máy sản xuất đạn dược của quân đội. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, tình trạng thiếu hụt đạn dược không phải là do thiếu kinh phí, vì gói ngân sách mới 773 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Joe Biden triển khai đã đủ để trang trải các chi phí bổ sung. Một quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng chia sẻ với Wall Street Journal, các nhà cung cấp đạn dược có thể mất tới 18 tháng để hoàn thành đơn đặt hàng của quân đội. Trong khi đó, các loại vũ khí phức tạp hơn như tên lửa có thể mất nhiều thời gian sản xuất hơn. Ngoài ra, một số nhà thầu quốc phòng cho biết, kể từ khi Mỹ tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine, Lầu Năm Góc đã không cập nhật nhu cầu vũ khí quân đội. Điều này khiến các đơn vị không thể kịp thời tăng cường dây chuyền sản xuất. Slovakia ngày 27 tháng 8 đã ký một thỏa thuận với nội dung hai nước đồng minh NATO là Cộng hòa Séc và Ba Lan sẽ giúp tuần tra bảo vệ không phận Slovakia. Từ đó, Slovakia có thể loại biên chiến đấu cơ MiG-29 từ thời Liên Xô và có khả năng đưa chúng cho Ukraine. Slovakia cho biết đã gửi 11 tiêm kích MiG cho Ukraine, đất nước phụ thuộc nhiều vào các thiết bị quân sự do Liên Xô phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav nói với phóng viên, đất nước của ông luôn sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu cho bên hàng xóm Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa có thỏa thuận nào. Mọi phương án đang được xem xét, chúng tôi sẽ thông báo khi đạt được thỏa thuận, ông Jaroslav nói thêm. Theo thỏa thuận ký ngày 27 tháng 8, các nước hàng xóm Séc và Ba Lan sẽ giúp tuần tra bầu trời Slovakia kể từ tháng 9. Cùng lúc đó, Slovakia chờ Mỹ bàn giao 14 chiếc tiêm kích F-16 mới. Thỏa thuận với Washington đã ký năm 2018 và số tiêm kích ban đầu dự kiến giao vào năm 2024. Slovakia, nước có dân số khoảng 5,4 triệu người, đã hỗ trợ hệ thống phòng không S-300, trực thăng, pháo tự hành, tổ hợp rocket đa nòng Grad cho Ukraine. Vào tuần này, Slovakia cũng cam kết gửi 30 xe chiến đấu bộ binh BVP-1 cho Kiev. Reuters đưa tin hôm 29 tháng 8, phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã rời Viên để đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Giám đốc của IAEA Rafael Grossi dẫn đầu nhóm thị sát đã có mặt tại Ukraine để đánh giá thiệt hại mà các cuộc pháo kích gây ra ở nhà máy Zaporizhia trong những tuần gần đây. Ngoài ra, phái đoàn cũng sẽ đánh giá điều kiện làm việc của các nhân viên nhà máy. Theo Reuters, ông Grossi đã đăng tải nội dung trên Twitter thể hiện quyết tâm bảo vệ sự an toàn và an ninh của cơ sở hạt nhân lớn nhất Ukraine và châu Âu. Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định sứ mệnh giám sát của IAEA tại nhà máy Zaporizhia là cần thiết. Phía Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực với Ukraine để giảm căng thẳng quân sự quanh khu vực nhạy cảm này. Thưa quý vị, theo Reuters hôm 29 tháng 8, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, đất nước đang đối mặt với thực tế cay đắng rằng Nga sẽ không tiếp tục cung cấp khí đốt. Thông điệp trên được đưa ra giữa bối cảnh tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom có kế hoạch ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1. Tuần trước, Gazprom cho biết Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong 3 ngày vào cuối tháng 8 để bảo trì đột xuất đường ống Nord Stream.
Đây được cho là thách thức lớn vì lục địa già vốn đang đau đầu với bài toán dự trữ nhiên liệu cho mùa đông khắc nghiệt sau khi hạn chế nhập khẩu năng lượng từ xứ Bạch Dương. Hiện Moscow chỉ triển khai 20% công suất thông thường của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 từ Nga đến Đức. Những cảnh báo về thực tế cay đắng đã được ông Habeck đưa ra trong cuộc hội thảo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Theo Reuters, vẫn chưa rõ điều ông Habeck truyền tải có nghĩa là đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời không hoạt động hết công suất. Mặt khác, tại sự kiện, bà Leyen cho biết một cuộc cải tổ thị trường điện châu Âu sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Tuy nhiên, trước mắt, do giá cả năng lượng ngày một tăng vọt, các nước cần phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp để cân bằng chi phí, trong đó giá khí đốt và giá điện phải tách biệt với nhau. Giá năng lượng hiện nay không còn là giá thực nữa, chúng là hệ quả của sự đầu cơ. Bà von der Leyen bày tỏ quan điểm. Theo Reuters hôm 29 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang cùng nhau tìm cách giải quyết bài toán giá khí đốt và giá điện tăng cao. Trong chuyến thăm Cộng hòa Séc, ông Scholz nói rằng giá năng lượng tăng vọt là gánh nặng lớn đối với người dân và các công ty. Tuy nhiên, dựa trên sức mạnh tập thể, Đức sẽ chuẩn bị đủ nguồn năng lượng cho mùa đông tới. Reuters cho biết Berlin đang dự trữ nguồn khí đốt và có khả năng đạt mục tiêu 85% công suất vào tháng 10 tới. Mặt khác, phát biểu trước báo giới tại Praha, Thủ tướng Scholz cho biết Berlin sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine trong những tuần tới, cũng như giúp Kiev nâng cao năng lực pháo binh và phòng không. Theo hãng tin Sputnik News của Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Jizato ngày 29 tháng 8 cảnh báo việc Tây Âu theo đuổi chính sách từ chối năng lượng Nga có thể dẫn đến sự sụp đổ khi người dân không được sưởi ấm vào mùa đông. Nói với các quan chức ngoại giao Hungary, Bộ trưởng Jizato cho rằng tất cả các tuyên bố của Tây Âu về nguồn cung năng lượng đều không có tác dụng gì khi mùa đông đến gần. Ngoại trưởng Hungary nói thêm, các tuyên bố về tư tưởng, chính trị và truyền thông cũng giống như quả bong bóng khổng lồ che mắt mọi người. Tuy nhiên, các tuyên bố đó không thể giữ ấm cho người dân EU khi mùa đông gõ cửa. Ông Jizato khăng khăng nói rằng Hungary sẽ không đi chung trên con đường bế tắc. Ông cảnh báo áp lực từ chính phủ của các nước EU khác sẽ còn gay gắt hơn và trật tự thế giới đang tiến tới sự sụp đổ khổng lồ với tốc độ gần giống như thiên thạch rơi xuống. Theo ông Jizato, nguồn cung năng lượng Nga đã là một phần không thể thiếu đối với an ninh năng lượng châu Âu. Nếu thiếu nguồn cung này, xã hội sẽ bất ổn và có thể dẫn tới sụp đổ. Theo Reuters, các thành viên EU đang chia rẽ, bất đồng ý kiến về việc cấm thị thực du lịch với công dân Nga. Hai quốc gia Đức và Pháp đã ra tuyên bố chung cảnh báo một lệnh cấm như vậy sẽ phản tác dụng. Cuộc thảo luận về cấm thị thực du lịch với công dân Nga là chủ đề nóng nhất khi các ngoại trưởng EU họp ở Praha vào thứ Ba và thứ Tư tuần này. Theo Reuters, Pháp và Đức đã ra thông cáo chung cho rằng chúng tôi kêu gọi thận trọng khi áp đặt hạn chế trong chính sách thị thực của chúng ta. Chính sách thị thực của chúng ta nên tiếp tục cho phép sự kết nối giữa người dân EU với người dân Nga mà không liên quan gì đến chính phủ. Hai quốc gia dẫn đầu khối EU nhận định cần phải giám sát việc cấp thị thực một cách chặt chẽ hơn vì lý do an ninh nhưng không nên cấm hoàn toàn. Ngược lại, nhiều nước EU khác, đặc biệt là các thành viên Đông Âu và Bắc Âu, đã kêu gọi hạn chế cấp thị thực một cách quyết liệt hơn. Ngoại trưởng Đan Mạch Jep Kofod hồi tuần trước cho biết, tôi cảm thấy đó là hành động khiêu khích khi những thanh niên Nga nằm trên bãi biển ở Nam Âu, trong khi đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi thậm chí không thể rời khỏi đất nước vì phải chiến đấu. Chúng tôi tin rằng châu Âu cần phải thống nhất hạn chế và cấm hoàn toàn du khách từ Nga nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến Tổng thống Putin. Theo Reuters, một quan chức EU đánh giá, các ngoại trưởng có lẽ sẽ yêu cầu du khách Nga chờ được cấp thị thực trong thời gian lâu hơn và phải trả 80 euro thay vì 35 euro cho thị thực EU. Tuy nhiên, sự bất đồng ý kiến về cấm thị thực vẫn còn quá lớn nên sẽ không có thống nhất chung nào về vấn đề này. Người Nga chủ yếu vào EU thông qua biên giới trên bộ với Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Phần Lan. Theo Ngoại trưởng Litva, ông Gabrielius Landsbergis nói vào tuần trước, ông cho rằng các nước kể trên phải tự thân hành động nếu như EU ngần ngại áp đặt một lệnh cấm trên toàn khối. Theo đài CCTV, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 29 tháng 8 tuyên bố các vấn đề bảo vệ an ninh cần phải được giải quyết ổn thỏa trước khi Iran cùng các cường quốc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Raisi cho biết Iran sẽ không rời bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng để đạt được thỏa thuận thì cần giải quyết các vấn đề an toàn. Ông Raisi nêu rõ, trong tiến trình đàm phán, chủ đề an toàn là một trong những nội dung cơ bản. Tất cả các vấn đề này phải được giải quyết. Nếu không, thì nỗ lực đạt được thỏa thuận sẽ là vô ích. Bình luận của ông Raisi đưa ra khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vẫn nêu ra về các địa điểm hạt nhân chưa được công bố của Iran. Phía Tehran phản đối và kêu gọi chấm dứt việc này. Ngoài ra, Tổng thống Raisi cũng nhấn mạnh, việc nới lỏng trừng phạt và ngừng đóng băng tài sản của Iran ở nước ngoài là yếu tố cốt lõi khác trong đàm phán. Khi trả lời các câu hỏi liên quan tới Iran, Hoa Kỳ, ông Raisi cho biết Tehran sẽ không trao đổi trực tiếp với Washington và ông không có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9 sắp tới. Ông nói thêm, sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Trung Đông chỉ tạo ra các vấn đề không mang lại hòa bình và ổn định thực sự. Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân được gọi chính thức là kế hoạch hành động toàn diện chung với các cường quốc trên thế giới vào tháng 7 năm 2015. Theo đó, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Tehran, khiến nước này từ bỏ một số cam kết trong hiệp ước. Các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 tại Viên, nhưng lại bị đình chỉ vào tháng 3 năm nay vì những bất đồng giữa Tehran với Washington. Vòng đàm phán hạt nhân mới nhất được tổ chức tại Viên vào đầu tháng 8, sau 5 tháng gián đoạn. Đến ngày 8 tháng 8, Liên minh châu Âu đã đưa ra dự thảo hoàn chỉnh về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Các bên đang xem xét và phản hồi về văn bản này. Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 29 tháng 8 khẳng định chính phủ của ông sẽ tập trung vào các vấn đề việc làm và cải tổ môi trường làm việc giữa bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức kinh tế trong giai đoạn phục hồi từ sau đại dịch COVID-19. Trong bài phát biểu ở Canberra, đánh dấu 100 ngày đầu tiên của chính phủ đảng lao động, Thủ tướng Albanese cho biết ông đang theo đuổi chương trình thúc đẩy tăng trưởng và nó ủng hộ kinh doanh cũng như người lao động. Kết quả lớn nhất mà tôi mong đợi là sự bắt đầu của văn hóa hợp tác mới, ông Albanese tuyên bố. Ưu tiên hiện giờ của chính phủ là củng cố nền kinh tế để đảm bảo sự ổn định cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Ông Albanese cũng chỉ ra những việc mà chính phủ đã làm được trong 100 ngày qua để chống lại biến đổi khí hậu. Ngoài ra, chính phủ của Thủ tướng Albanese cũng ủng hộ nâng lương tối thiểu. Theo Reuters, chính phủ quần đảo Solomon cho biết họ vừa yêu cầu các nước đối tác tạm ngưng kế hoạch tuần tra hay thăm viếng của Hải quân cho đến khi điều chỉnh xong quá trình cho tàu cập cảng. Ngay trước đó, một quan chức cấp cao ở Washington đã bày tỏ đáng tiếc khi Solomon không cho phép một tàu thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ cập cảng, đài NHK đưa tin. Trong một email gửi cho Reuters, văn phòng thủ tướng quần đảo Solomon Manishi Sogave cho biết ông muốn xây dựng một lực lượng đủ sức bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia. Hiện giờ, Solomon đề nghị các nước đối tác tạm thời không cập cảng. Trong khi đó, ở Washington, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng ông John Kirby ngày 29 tháng 8 phát biểu trước báo chí, Mỹ cảm thấy thất vọng về quyết định của Solomon khi không cho phép một tàu tuần duyên Mỹ cập cảng Thương Kỳ để nạp nhiên liệu vào ngày 23 tháng 8. Chính phủ Solomon đã liên tục không phản hồi yêu cầu của tàu Mỹ và sau đó con tàu phải chuyển hướng tới Papua New Guinea. Theo NHK, sự cố xảy ra giữa lúc Washington ngày càng lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực. Hồi tháng 4, Trung Quốc đã ký một hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon. Tôi không còn gì cả. Đó là nỗi niềm của nhiều người dân Pakistan sau đợt mưa lũ kinh hoàng khiến hơn 1.000 người tử vong. Chia sẻ với Reuters vào ngày 29 tháng 8, khi nước lũ dần rút xuống, nhiều người dân vùng lũ kể lại họ đã nỗ lực hết sức để giải cứu mọi người xung quanh, cứu lấy gia súc và tài sản. Thế nhưng nỗ lực đó không phải lúc nào cũng thành công và sự mất mát là ngoài sức tưởng tượng. Hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc Pakistan từ ngày 27 tháng 8 sau khi dòng lũ phá hủy một cây cầu lớn. Cụ thể, lũ quét ở miền Bắc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã khiến sông Kabul dâng cao, cuốn trôi một cây cầu lớn trong đêm, cắt đứt đường giao thông của một số huyện. Theo các quan chức ứng phó thiên tai ở hạ nguồn dòng sông, khoảng 180.000 người ở huyện Chasada rời bỏ nhà cửa do lo ngại lũ lụt. Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu Pakistan cho biết, đợt mưa lũ lịch sử ở Pakistan đã ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người trong vài tuần qua. Và tình trạng này là một thảm họa nhân đạo do biến đổi khí hậu gây ra với mức độ tàn khốc.
Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.